Năm 2012, gia đình chị Ca ở phường 12 thành phố Đà Lạt tham gia vào đường dây huê hụi. Tuy nhiên, chủ hụi bị vỡ hụi. Số tiền trên 200 triệu đồng sau bao nhiêu năm vợ chồng tích góp cũng không cánh mà bay. Cũng chỉ vì nghe lời ngon ngọt của các đối tượng lừa đảo, chị đã giấu chồng, giấu con để đi tham gia chơi huê hụi mong kiếm lời cao. Sau một thời gian thì tích góp, tôi dành dùm được chân đó. Tôi giấu chồng, được 200, tôi giấu chồng, giấu con. Tôi ra để chơi chút kiếm, chơi huê kiếm thêm lợi nhuận để làm ăn sinh sống, nuôi gia đình, nuôi con cái. Không ngờ vợ chồng dung đặng lừa mất hết luôn. Hẳn người dân thành phố Đà Lạt vẫn còn nhớ vụ vỡ hụi với số tiền gần 50 tỷ đồng do cặp vợ chồng Trần Văn Đẳng, Bùi Thị Mỹ Dung tại phường 9 thành phố Đà Lạt chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt. Từng làm nghề bán vé số, ghi đề, khoảng 3 năm qua, gia đình trên thuê mặt bằng, nhà phố mở quán cà phê chiều tím, thuê ô tô đời mới, mua vàng để đánh bóng tên tuổi của mình. Đồng thời, thông qua các mối quan hệ, vợ chồng Dung Đẳng đi mời chào nhiều người chơi huê hụi. Bằng thủ đoạn vay tiền trả lãi khủng trên 15% mỗi tháng, họ gạ gẫm được nhiều người cho vay và tham gia các dây huê hụi lớn từ 50 đến 200 triệu đồng. Thời gian đầu, cặp vợ chồng này thanh toán và trả tiền huê hụi đúng hẹn khiến nhiều người tin tưởng, vay mượn lãi suất thấp đưa họ để kiếm tiền chênh lệch. Thế nhưng từ tháng 2 năm 2012, vợ chồng Dung Đẳng chỉ thu tiền mà không trả lãi cho ai, với lý do đang kẹt tiền vào một vụ làm ăn lớn, hẹn ngày sẽ thanh toán cho các chủ nợ. Tuy nhiên sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Bà con chúng tôi là muốn là những cơ quan có thẩm quyền điều tra, làm rõ vụ án vợ chồng Dung Đẳng lừa đảo hơn 50 tỷ. Mà giờ rút lại khi đi ra tòa là chỉ còn có 4 tỷ thôi. Quá hoang mang, nhiều người đã viết đơn trình báo cơ quan chức năng khi nghe tin Dung Đẳng bỏ trốn. Ngày 11 tháng 3 năm 2012, vợ chồng Dung Đẳng đã đến công an Lâm Đồng trình diện. Bước đầu, cả hai đổ lỗi cho các chủ hụi nhỏ gom tiền không đóng cho họ. Được hội đồng xét xử của tòa án tối cao lên đây thì bà con chúng tôi muốn yêu cầu trả hồ sơ làm lại 43 dây huê của chúng tôi và mấy chục tỷ chứ không phải là 5 dây và 4 tỷ được. Cái mức án như vậy rồi và đồng thời là nhất là cái tài sản. Tài sản từ trước đến nay nó cướp tiền về nó đưa cho con trai nó đứng hết. Bây giờ tòa án trả về cho con trai. Cho nên phải yêu cầu ngăn chặn gấp những cái tài sản còn lại để còn khắc phục hậu quả cho bà con chúng tôi. Tuy nhiên trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 11 năm 2014, hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Mỹ Dung 16 năm tù giam. Còn bị cáo Trần Văn Đẳng, người cùng với Dung gây ra vụ lừa đảo trên, chỉ nhận mức án 5 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho các nạn nhân trên 6 tỷ đồng. Khiến cho nhiều người vẫn đặt ra nhiều câu hỏi liệu số tiền mà vợ chồng Dung Đẳng chiếm đoạt có dừng lại ở con số nêu trên hay không? Khi mà các bị hại trình báo với cơ quan chức năng lên đến gần 50 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm gần đây, Tòa án Nhân dân tối cao tại TP.HCM xét thấy hành vi của vợ chồng Dung Đẳng là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây thiệt hại về kinh tế đối với nhiều người trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên bố hủy bản án sơ thẩm trước đó, trả hồ sơ về cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu làm rõ thêm tình tiết 43 dây huê với tổng cộng gần 50 tỷ đồng theo như đơn bị hại tố cáo.